Trang ơi, Trang ơi. Hey you. Ai gọi mình thế nhỉ? Đấy, đằng sau, đằng sau. Quái vật đâu? Bây giờ quản tu tì, ai thua người đấy phải nhắm mắt để người khác đi tìm. Ok luôn. Quản tu tì ra cái gì, ra cái này. Quản tu tì ra cái gì, ra cái này. Rồi. Cậu nhắm mắt vào đi, để tớ đi trốn. Cậu à, liệu mà trốn đây, tớ chỉ cần lia một phát thôi là tớ biết cậu ở đâu ngay, cậu không trốn được khỏi tớ, tầm mắt của tớ đâu. Cấm mày chơi đảo đây. Được rồi, cậu đi trốn đi. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Trốn ở đâu bây giờ nhỉ? À, ở đây có một cái bụi cây rất là to. Mình sẽ trốn ở trong này. Cậu có nghe cái tiếng gì không? Ừ. Đấy, tiếng nổ súng rất là gần luôn. 90 95 100. Ai chưa xong mà kệ, tớ mở mắt ra đây. Qua hết cả mắt. Trang ơi, vừa lấy mình nghe thấy tiếng bước chân ở phía đằng này. Cái gì kia? Tên áo đỏ. Ui, tay chúng lại còn cầm súng nữa. Cẩn thận, chúng phát hiện ra mình đấy. Những cái kẻ cầm súng này chắc chắn là có ý đồ gì đó xấu xa các bạn ạ. Mày như chúng đang tìm kiếm cái gì xung quanh đây nhỉ? Mình phải mau mau báo công an, báo với bạn Nhím thôi. Cậu trốn ở đâu rồi? Hey, what happened? Bụi này có không? Không có à? Bụi cây kia bình thường kiểu gì bạn Trang cũng trốn ở bụi cây. Khó nhỉ? Không có à? Có ở đây không? Có không? Quái nhỉ? Hôm nay bạn Trang trốn ở đâu mà kinh thế nhỉ? Tìm từ nay tới giờ bạn không thấy đâu à? Trang ơi! Hey you! Trang ơi! Cậu ra đây đi! Tớ thua rồi, coi như tớ thua rồi. Tớ không tìm được cậu đâu. Cậu trốn ở đâu? Mau ra đây đi! Thối thế! Đúng là chân thối của bạn Trang rồi. Quay lại nhỉ? Bạn Trang đi trốn mà sao lại có một chiếc dép ở đây nhỉ? Bình thường ở đây nhiều đá lắm, làm sao mà đi trên đất được? Hay là có điều gì không ổn? Ui, ở kia có một ông áo đen đang đi đến. Mình thử chạy ra mình hỏi xem nào. Ôi, ông ơi, ông áo đen ơi. Ông ơi, cháu đang đi tìm bạn cháu ở xung quanh đây. Bọn cháu chơi trốn tìm mà bây giờ không thấy bạn ấy đâu cả. Ông có biết cái bạn gái mà tóc dài dài, mặc áo trắng và quần đen ở đâu không? Ha 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 ha. Bạn đã bắt cóc con bé đó rồi. Cái gì cơ? Ui, người là kẻ bắt cóc à? Người đã bắt cóc bạn Trang rồi à? Ui, sao ở trên đời này lại có kẻ bắt cóc nhỉ? Chúng mà bắt cóc bạn Trang á, chúng bán sang Trung Quốc hoặc là ngoài nội tạng đấy các cậu ơi. Ghê lắm. Nếu ngươi muốn cứu sống bạn của ngươi thì hãy mang cho ta 1 tỷ đến đây, ta đang rất cần tiền. Cái gì cơ? Ngươi đòi 1 tỷ à? Để đổi lấy bạn Trang à? Ui, đắt quá. Giảm mua bớt một chút đi, 100.000 có được không? Nếu mà ông mà không chịu giảm giá, tôi báo cảnh sát ra bắt ông đây. Người định báo cảnh sát ta? Ui, ta sợ quá. Người mà dám báo cảnh sát, ta sẽ thủ tiêu con bé ngay. Cái gì cơ? Người mà dám giết bạn Trang của ta, ta sẽ liều mạng ông ơi. Này, thằng nhãi kia, ngươi có tin ta bắt luôn cả ngươi không? Mau mau khôn hồn, về chuẩn bị tiền đi. Được rồi, ngươi cứ đợi đấy. A few moments later. Đến bắt cóc đâu rồi? Ngươi tưởng ta sợ ngươi à? Bây giờ ta về, ta có súng đây rồi, ta không sợ ngươi nữa đâu. Hắn trốn đi đâu rồi? Chắc chắn hắn ở phía đằng kia. Tên áo đen đâu rồi? Sao ở đây lại lắng người thế này? Này mấy tên áo đỏ kia, các ngươi có thấy xung quanh đây tên áo đen nào không?
Ta đang hỏi các người đây, các người còn nhìn ngó cái gì? Các người mau trả lời nhanh, không ta bắn cho một trận bây giờ. Ôi, các cậu ơi, mấy tên này hung dữ thật đấy. Chúng này còn có cả súng nữa. Mày mình chạy nhanh. Chắc chắn là những tên áo đỏ này cũng chính là đồng bọn của tên áo đen kia rồi. Khi mình hỏi đến cái là chúng nổi giận ngay. Không được, không được. Mình có một mình mà có mỗi một khẩu súng, còn bọn chúng thì đông người thế kia. Làm sao mà cứu được bạn Trang bây giờ? Bây giờ không chiến đấu được với chúng. Nếu như mà đánh trực diện á, mình không đánh được, thế thì mình sẽ ẩn nấp, ngụy trang để tiếp cận chúng. Mình ở đâu thế này? Mình ở dưới cái gốc cây này. Ui, cái tay của mình bị trói rồi. Vừa lúc nãy mình bị ai đập cái gì đằng sau đầu các cậu ơi? Thế là mình bị bắt cóc à? Ui, chắc tại vì mình xinh quá nên người ta mới bắt cóc mình đây. What the hell? Yếm ơi, đừng chơi trốn tìm nữa. Hey, you. Cậu ở đâu Help rồi? Me. Cứu tao với. Tôi bị bắt cóc rồi. Đây rồi các cậu ơi. Vẫn còn mặc được. Trông nó bẩn thế này thôi á, nhưng mà hơi bị hữu dụng đấy. Đố các cậu biết đây là cái gì? Này á, tớ về tớ lục từ thời ông tớ hồi xưa đi chiến tranh đấy. Này này, cả đây nữa này. Ui, đây là một bộ quần áo ngụy trang các cậu ơi. Để xem nào, cái nào là tay, cái nào là chân nào. Mình nhìn là mình còn không biết gì luôn. Đây đây đây, đây là một cái quần. Bây giờ mình sẽ mặc cái này vào. Rồi, thế còn đây là cái gì đây? Đây là cái áo. Một cái áo với rất nhiều những cái sợi lông nhỏ nhỏ màu xanh xanh. Tí nữa mình sẽ trốn vào những cái bụi cỏ. Làm sao mà mấy cái tên nó phát hiện ra mình được? Các cậu nhìn tớ thấy thế nào? Trông có giống như kiểu là một con quái vật người rừng không? Được rồi, tiếp theo cái này là cái gì đây? Cái này quàng lên cổ như thế này à? Đấy, còn cái này. Cái này sao trông lạ thế này? Hình như cái này là cái chùm đầu à? Có phải như thế này không? Sao tối thế nhỉ? Đây rồi, đây rồi. Bây giờ các bạn có nhận ra tớ nữa không? Bây giờ tớ sẽ đi tớ nấp để trốn mấy cái tên kia nhá. Mình đi theo sau mấy tên này mà chúng có phát hiện ra đâu. Kia rồi, mình nhìn thấy bạn Trang rồi. Được rồi, tớ sẽ lẻn ra phía sau để cứu bạn Trang trốn thoát nha. Trang ơi. Hey you. Ai gọi mình thế nhỉ? Đây, đằng sau. Quái vật đâu? Cái gì mà quái vật? Tớ đây, tớ là bạn Nhím đây. Tớ mất bao nhiêu công đến cứu cậu mà cậu lại bảo tớ là quái vật à? Là tớ đây, Nhím đây. Nhím á, tớ phải hóa trang như thế này thì mấy tên kia mới không phát hiện ra tớ. Cậu ngồi yên, bây giờ tớ sẽ cởi trói cho cậu rồi bọn mình cùng trốn đi nhá. Chúng đông lắm đây. Để tớ cởi trói cho cậu. Au. Ê, nhanh, không chúng phát hiện ra bây giờ. Cậu chạy chậm thôi, chờ tớ với. Tớ nghĩ đến đây là bọn chúng không thể tìm được mình nữa rồi. Sao cậu kiếm được cái bộ đồ này ở đâu mà hay vậy? Cái này tớ phải về tớ lục lọi trong đống đồ của ông tớ hồi xưa đi chiến tranh để lại đây. May mà có đó, mấy cái tên áo đen áo đỏ kia chúng mới không phát hiện ra tớ. Đồ từ hồi chiến tranh ngại chả.
Ngụy trang thế này bảo sao chúng không phát hiện ra cậu? Đến cậu còn chả phát hiện ra tớ nữa là mấy cái tên kia làm sao mà chúng biết được. Bây giờ chúng mình thoát ra rồi, phải mau mau chóng tìm đến đồn công an báo các chú cảnh sát. Ok, let's go.